Rồi, lời nói đầu xin chào các bạn nha. Mình hôm nay quay clip cho các bạn coi là mình cho cá beta ăn nha. Mình có mấy con à. Hôm nay là cá trống nè. Đây là một con cá trống nè ha. Bốc thức ăn bỏ vô. Đó. Đây con nữa, bỏ vô. Mấy con cá này mình nuôi cũng lâu lắm rồi, nuôi từ cá con nó lớn lên nha các bạn. Ở bên đây cá này cũng lớn, nó làm bọt à. Cá này sung lắm, mình để nó ngoài mưa ngoài nắng luôn nha. Mình nuôi bán tự nhiên luôn, nó tới giờ mình cho ăn ha, tới giờ mình ra mình cho ăn. Đó. Mình để ngoài mưa ngoài nắng vậy á, xong rồi tới giờ mình cho ăn. Đây một con nữa nha. Đó, đây con cá. Đó, mình thả vô. Đó, xong mình đẩy nó lại. Đó. À, thức ăn của cá. Cá lớn nha. Rồi. Bây giờ mình đi lên cái bồn trên đây để mình cho cá lớn ăn. Cá bầy ăn. Trước khi mình cho ăn mình lấy cái tay à, mình làm vậy cho cá nó lại à, mình cũng chuẩn bị sẵn thức ăn, mình để vô cái nắp này mình rắc lại nha. Cá bắt đầu lên ăn nè. Cá nhà mình cho ăn lần thôi, không cần nhiều đâu. Rảnh thì cứ bỏ vô, không rảnh cũng được. Mình nuôi kiểu này là nó ăn tùm lum ở trong cái hồ này, nó có đủ sống. Cá đang lên ăn rồi, xong phần cá lớn đó mình cho ăn cái hộp thức ăn nha. Thức ăn này mình cũng có tự chế nữa. Ở đây là cái bồn cá trên cao, mỗi lần lên cho cá ăn phải đi bắt cái ghế nha. Lên rồi các bạn thấy sao mà thôi mấy cái bình trắng trắng này quá trời không. Đây là cá con nha, cá beta con, cá bột này. Mỗi lần mình cho ăn á là mình phải dỡ cái nắp này ra nè. Đó, dỡ ra. Đó, cá quá trời rồi. Giờ mình một thùng đó, mình rắc không có nhiều đâu, rất ít thôi, rất nhiều quá là dơ nước rồi, là cá nó chết á, cái con nó cũng không ăn nhiều á. Qua thùng bên đây bạn coi quá trời cá, cái nhỏ 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 quá trời rồi. Mình cho ăn xong cái đầu cái nha, mình lấy cái nắp thùng mình đẩy lại nha, thùng nào cũng vậy nha. Đó, đẩy lại rồi ngày mai cho ăn tiếp. Rồi xin chào các bạn nha, vậy là xong nhiệm vụ cho cá ăn ngày hôm nay nha.